Rồi, xin chào các bạn. Cách đây 10 năm hơn, khi mà đồ Trung Quốc, những cái thiết bị âm thanh nó chưa qua Việt Nam nhiều, chưa phổ biến đó các bạn, thì những cái dàn âm ly mà cao kê như thế này được độ lại công suất. Rồi những cái dạng loa lắp ráp, loa 4 tấc lắp ráp như thế này được sử dụng rất là phổ biến, mà nó dễ dàng cho người sử dụng nữa. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu lại, tại vì nó có một cái điều kiện như thế này nè, là khi mà cái ca hát của người Việt Nam của mình á, nó có một cái echo truyền thống, cái chất echo đó ở trên âm ly nó rất là đẹp. Rồi các bạn ha, hồi xưa đó không phải là mình ra ngoài tiệm mình mua một cái âm ly cao kê dùng cho gia đình về hát là mình có thể mình tải được mấy cái loa 4 tấc này đâu. Nhưng mà hồi đó đó thì những cái dạng mà người ta hay rap men với là rap âm ly đó các bạn, cái cỡ đó giống như là một cái ngành nghề, một cái gì đó mà có thợ thầy đó, người ta làm rất là tốt về về mặt sản phẩm như thế này. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu lại, tại vì nó thật sự hiệu quả, và nó thứ nhất là chi phí đầu tư nó tốt, thứ hai nữa là cái sản phẩm của người Việt Nam của mình có những người làm ra cái âm ly rất là tốt. Các bạn có thể nghe cái tiếng nó sạch, bass rất là chắc, mà nó gồng những cái loa 4 tấc mà nó không hề bị đuối các bạn. Các bạn nào mà có headphone có đeo vô nghe thử tiếng bass của nó. Rồi các bạn ha. Rồi các bạn ha, những cái dạng âm ly này á, nó bền lắm. Sau này đó thì một số cái dạng âm ly nó phát triển lách đê, để cho thứ nhất là nó bán toàn thế giới, cho những cái vấn đề vận chuyển cho nó nhẹ. Thật ra lách đê nó cũng có cái hay của nó về mặt xử lý tính chất âm thanh. Nhưng mà ở cái góc độ ca hát đó thì mình nghĩ những cái dạng âm ly này nó đã rất là tốt rồi các bạn. Rồi thì hôm nay mình sẽ cho các bạn nghe lại thử. Rồi để nhằm cái gợi ý, nếu mà thật ra mình có muốn đầu tư một cái âm thanh mà cho nó mạnh mạnh một chút xíu, hoặc là hát cho nó hay, đơn giản sử dụng, thì mình có thể nghĩ tới những cái dạng thiết bị như thế này. Rồi rồi ở đây các bạn ha, thì cũng hát thử cho các bạn nghe thử coi nó sao. Oh,